Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 2,5 mẫu nha tất anh chị, là 25.000m2 nha. Lô đất này thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Lô đất này có mặt tiền hiện tại thì xe máy có thể vô được nha các anh chị. Xe máy đâu đó vô được là do có dính cầu này kia. Thì tuyến đường này nếu làm thông thoáng thì xe hơi có thể vô được nha các anh chị. Còn hiện tại thì tạm thời mình đi xe máy thôi. Thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Lô đất này có mặt tiền là 60m nhân vô 415m nha tất cả anh chị. Lô đất này cách chợ Tân Tây á, ngay chỗ km 21 là 2,7 km nha. Cách chợ Tân Tây chỉ có 2,7 km theo đường chim bay, còn cách theo cao tốc thành phố Tân An là 13,4 km. Thì từ Sài Gòn các anh chị về xem và sở hữu lô đất này thì các anh chị từ Sài Gòn có thể đi theo các đường như sau. Có thể đi theo quốc lộ 1A nha các anh chị, về thành phố Tân An, quẹo vào quốc lộ 62 chạy đến km 21. Hay là các anh chị có thể đi theo cao tốc ngay chỗ Nguyễn Văn Linh nha các anh chị, xuống ngay chỗ thành phố Tân An. Thì các anh chị quẹo trái là hướng về chỗ chợ Tân Tây, là em có thể dẫn cho tất cả anh chị xem đất được. Ba là các anh chị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi theo quốc lộ N2 thị trấn Đức Hòa nha tất cả anh chị, hướng về trung tâm Thạnh Hóa là em có thể đón tất cả anh chị được nha. Thì những sản phẩm bất động sản bên em các anh chị đều gặp được chính chủ hết nha tất cả anh chị. Ai đứng tên đất mình gặp ngay người đó nha. Thì lô đất này là 2,5 mẫu 25.000m2, mặt tiền là 60m nhân vô 415m. Và đất hiện tại là đang trồng lúa nha tất cả anh chị. Thì rất là thích hợp anh chị nào có yêu thích về làm lúa, làm vườn gì đó, tùy theo nhu cầu của tất cả anh chị nha. Thì ngoài ra thì lô đất có mặt tiền là 60m. Thì phía trước lô đất có một cái con sông nha tất cả anh chị. Con kênh cũng rộng khoảng 9m nha. Thì các anh chị khu vực lân cận, các anh chị ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, hay các anh chị khu vực miền Tây, các tỉnh miền Tây đồ đó, Vĩnh Long, Bến Tre, hay là ở Tiền Giang đồ đó, mình muốn xem những sản phẩm bất động sản bên em, thì các anh chị cứ về tới trung tâm Thạnh Hóa là em có thể đón cho tất cả anh chị xem đất được nha. Em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, những sản phẩm bất động sản bên em các anh chị đều gặp được chính chủ nha. Rồi, em cũng không để cho tất cả anh chị đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn. Thì chủ bán với giá là 150 triệu trên 1.000m2 nha tất cả anh chị. 150 triệu trên 1.000m2 thì mình đo đạt theo tài nguyên môi trường á. Thì bên tài nguyên môi trường mình đo đất diện tích bao nhiêu tính nhiều nha tất cả anh chị. Em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, lô đất này thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thì từ Sài Gòn các anh chị về tới đất khoảng là 45 km nha. Từ Sài Gòn các anh chị về tới đất khoảng 45 km. Các anh chị nếu đi xe hơi, đi theo cao tốc là rất là nhanh luôn, đi cao tốc cực kỳ gần luôn, chỉ có khoảng 45 km thôi. Còn các anh chị đi theo quốc lộ 1A là N2 thì nó đi vòng vòng hơi xa nha các anh chị. Đi xe hơi là rất là nhanh, rất thích hợp các anh chị nào về làm, mình có thể làm lúa hoặc làm vườn á, tùy theo cái nhu cầu của các anh chị nha. Thì lúa xanh rất là tốt nha tất cả anh chị. Thì các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình, các anh chị hãy mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha.
Em quên mất, lô đất này có hướng là hướng Tây nha các anh chị. Các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp vào hướng Tây, mình mua sở hữu là ok luôn. Nó sẽ đem đến cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư sự may mắn và tài lộc đến bản thân và gia đình nha. Lô đất có mặt tiền 60m nhân vô 415m. Lô đất cũng rất là đẹp nha tất cả anh chị, vương vức. Thì trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha tất cả anh chị. Đây ngang 60m, chạy dài vô luôn á, 415m. Nói chung em sẽ làm cho nó cho các anh chị nhìn rõ cái lô đất, cái kích thước lô đất cũng như là hình dạng lô đất như thế nào, để khi mình xem video nó thực tế, khi mình xuống xem đất là coi như là mình đã ưng ý cái sản phẩm bất động sản nha các anh chị. Xung quanh thì khu vực này hiện tại là canh tác lúa thôi. Các anh chị muốn có nhu cầu lên vườn hay lập vườn á, thì tùy theo cái nhu cầu của anh chị nha. Và em xin nhắc lại nha các anh chị, những sản phẩm bất động sản bên em, các anh chị khu vực Sài Gòn cứ tự tin nha, cứ an tâm về vấn đề có thể đứng giấy tờ được nha các anh chị. Nhiều anh chị cứ lo lắng không biết người Sài Gòn có đứng giấy nông nghiệp được hay không. Em xin trả lời luôn là bên em có số anh chị cũng hỗ trợ về vấn đề giấy tờ, thì các anh chị có thể đứng được nha. Thì trên màn hình các anh chị, đây là hướng Tây, hướng của lô đất nha. Các anh chị có hướng phong thủy phù hợp hướng Tây là ok luôn đó. Mua sở hữu những sản phẩm bất động sản mình mua mà phù hợp với phong thủy thì nó sẽ rất là tốt cho công việc mần ăn kinh tế trong gia đình nha các anh chị. Thì đây là cái khoảng cách từ ngay chỗ vị trí lô đất theo đường Dubai về ngay chỗ chợ Tân Tây chỉ có 2,7 km thôi. Thì hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu nha các anh chị. Anh chị có nhu cầu tìm về đất ruộng, đất vườn, đất mặt tiền hay là đất nền, kho, xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ mạnh dạn liên hệ qua bên em để bên em đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả anh chị nha. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật ý. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật đẹp, thật VIP và giá tốt nhất thị trường nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.